Thưa quý vị và các bạn, mức độ bao phủ chi nhánh, phòng giao dịch, các máy rút tiền ATM tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn thấp. Tăng cường nhận thức và cách tiếp cận tài chính số cho nhóm đối tượng yếu thế đang được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai, nhằm góp phần rút ngắn lộ trình hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện, ghi nhận tại Đà Nẵng. Đây là anh Nguyễn Văn Phúc, trú tại quận Thanh Khê, một khách hàng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà xã hội qua kênh tín dụng chính sách. Anh đã được cán bộ ngân hàng hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VBSB Smart Banking. Với chương trình vay mua nhà xã hội, khi chưa có ứng dụng VBSB Smart Banking, khoản tiền lãi đóng hàng tháng khách hàng phải trả tại quầy. Nhưng nay, mọi giao dịch đều có thể thực hiện trên chiếc smartphone này. Tiện lợi về rất là nhiều cái, như ví dụ về việc đi lại cũng như là cái thời gian đóng tiền. Mà nhiều hồi những lúc mà không có cái app ấy, thì mình cứ quay đến ngày rồi mình không biết là đóng chưa, rồi phải chạy đến ngân hàng chạy tới vậy luôn cũng mất thời gian. Còn khi có app rồi thì mình sẽ theo dõi trên app và hàng tháng thì trên app có thông báo cho mình đóng tiền hết. Và khi trừ tiền của mình thì cũng có thông báo luôn. Nên rất là tiện lợi. Sau gần 3 tháng triển khai ứng dụng VBSB Smart Banking, đã có 75.000 tài khoản, phát sinh hơn 642.000 giao dịch, tương ứng với số tiền hơn 5.400 tỷ đồng. Đây là một ứng dụng số của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp khách hàng, đặc biệt là người nghèo và những người yếu thế, là phụ nữ ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, từng bước tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động. Tất cả những khách hàng được sử dụng rộng rãi các app mobile banking của Ngân hàng Chính sách, nhưng mà ưu tiên trước là những đối tượng mà vay vốn, tham gia vay vốn tại ngân hàng để cho người dân họ thuận lợi trong cái việc mà giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng cho nó tiện, hạn chế được tiết kiệm được cái thời gian đi lại của khách hàng. Đó là những khách hàng ưu tiên trước. Hệ thống này thì nó cũng giống như hệ thống thanh toán trên điện thoại di động của các ngân hàng khác. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xác định đây là một cái bước dần tiếp cận cho khách hàng của chúng tôi. Đầu tiên là phải từ những người tổ trưởng, những người mà có cái khả năng hiểu biết khá lớn, khá tốt. Sau đó thì các tổ trưởng cầm tay chỉ việc giúp cho những người tổ viên của họ có thể sử dụng dần dần thành thạo được cái ứng dụng. Theo các chuyên gia, đại dịch COVID-19 càng cho thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính thuận tiện và hiệu quả qua thiết bị di động, mạng Internet, thay liên kết với các hệ thống thanh toán số, mà không cần đến tiền mặt cũng như các điểm giao dịch ngân hàng truyền thống. Một trong những lợi ích giáo dục tài chính số cho khách hàng nâng cao ý thức tiết kiệm, khả năng lập kế hoạch hoàn trả vốn vay của khách hàng, tiết giảm thời gian từ hoạt động trả nợ của khách hàng, quản lý vốn vay cho tổ trưởng, có thể tham gia hoạt động tạo thu nhập. Tại Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội là một định chế tài chính công thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của chính phủ cho các đối tượng chính sách. Những kết quả quan trọng hoạt động của ngân hàng này đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tại Đà Nẵng, tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 4.317 tỷ đồng, với hơn 93.000 khách hàng đang còn dư nợ.